Đừng tiếc like và comment khi xem video này. Tử Vi xem chỉ tay, muốn biết người có số thành triệu phú hay không thì hãy mở bàn tay ra xem những điều đặc biệt dưới đây. Về chỉ tay có những dấu hiệu phú quý này, chắc chắn bạn sẽ có số trở thành người vô cùng giàu có. Về thông qua các đường chỉ tay, chúng ta có thể biết trước được người nào đó có được hưởng một cuộc sống giàu sang hay phú quý hay không. Bạn hãy chiêm nghiệm và xem mình có những đường chỉ tay giàu có này không nhé. Một là bàn tay của người có tên tuổi và địa vị trong xã hội. Nếu thấy một nhánh của đường định mệnh mà chạm vào đường Thái Dương thì đó chính là dấu hiệu của người giàu có và có tên tuổi trong xã hội. Còn nếu thấy trên bàn tay xuất hiện ký tự đuôi cá ở cuối đường sinh đạo thì đó cũng là dấu hiệu quý hiếm và nó cho biết rằng cuộc sống của chủ nhân của nó rất thịnh vượng, không lo thiếu tiền. Còn trên đường Thái Dương mà bị chia làm ba, đây là dấu hiệu quý hiếm cho thấy chúng ta biết người này có mối quan hệ rất rộng lớn trong xã hội và họ sẽ dần trở nên là một người rất giàu có. Hai là bàn tay của những người thường gặp may mắn. Nếu trong lòng bàn tay có nhiều đường vân nhỏ chạy từ đường sinh đạo hướng lên ngón trỏ, đó cũng là dấu hiệu cho thấy bạn được quý nhân phù trợ và sẽ gặp được nhiều may mắn trong cuộc sống. Ba là bàn tay của những người có nhiều tài lộc. Đó là dấu hiệu của bàn tay tiền tài là một đường chỉ chéo nằm giữa gốc ngón trỏ và ngón áp út. Dấu hiệu thứ hai là trên đốt thứ hai của ngón tay trỏ mà xuất hiện ba đường chỉ ngang song song. Những đường chỉ tay này cho thấy bạn cũng có nhiều cơ may nhận được nhiều tài lộc mà trời cho. 4 là bàn tay chữ M. Nếu trên bàn tay xuất hiện chỉ tay hình chữ M này được tạo ra từ đường đời, đường số mệnh, đường chí đạo và đường tâm đạo. Nếu bạn thấy chữ M xuất hiện rõ nét thì đó phải là bàn tay của người rất nhiều tiền. 5 là lòng bàn tay tương đối đầy đặn. Với những người có lòng bàn tay đầy đặn thường là người có khả năng có tài vận của cải rất sung túc, họ là một người có thực lực về kinh tế, tài sản nhiều, cuộc đời của họ không phải lo toan về tiền bạc bởi họ có một thu nhập cao và thường không thiếu tiền tiêu. 6 là lòng bàn tay lõm và trũng xuống. Khi bạn duỗi thẳng bàn tay ra, nếu lòng bàn tay của bạn lõm xuống hay trũng sâu thì rõ ràng bạn là người dễ dàng giàu có và có rất nhiều tiền để chi tiêu và hơn nữa có rất nhiều tiền tích lũy để phòng bản thân, nhất là đối với những bạn giữa lòng bàn tay có một đường lõm xuống thì chứng tỏ bạn là người có bàn tay cực kỳ giàu sang và phú quý. 7 là lòng bàn tay hồng hào. Những ai có những bàn tay và lòng bàn tay hồng hào thường là những người mang trong mình một phúc khí rất lớn và thường thì họ không phải lo nghĩ gì về chuyện tiền nong, về công danh cũng như sự nghiệp vì thường có quý nhân phù trợ. 8 là lòng bàn tay dày dặn và có độ đàn hồi cao. Nếu lòng bàn tay của bạn mà to lớn, dày dặn nhưng không thô cứng mà lại mềm mại và có độ đàn hồi rất tốt, hơn nữa ở đây còn có đường tình cảm sâu, rõ ràng đây là người có tính cách rất vững vàng và có lý tưởng rất lớn lao, cũng như một cái nhìn đầy mới mẻ trong kinh doanh, tương lai của họ có được những vinh dự to lớn và làm rạng rỡ cho dòng họ của mình. Về phần 2, sau đây là 6 dấu hiệu trong lòng bàn tay cho biết bạn sắp phát tài. Xem tay là một trong những cách đoán vận mệnh rất phổ biến hiện nay. Chỉ cần nhìn những dấu hiệu trong lòng bàn tay dưới đây, bạn sẽ biết được mình sắp phát tài hoặc là may mắn hay không. Chỉ nhìn vào lòng bàn tay, bạn cũng có thể đoán biết trước được mình sắp phát tài đến nơi rồi. Và hãy thử xem và nhìn lại lòng bàn tay của mình, xem có may mắn được những dấu hiệu trên đây không nhé. Một là lòng bàn tay của bạn hồng hào. Trong lòng bàn tay hồng hào không chỉ là một dấu hiệu cho thấy bạn có một sức khỏe tốt, khí huyết lưu thông mà sắc hồng cùng những đường chỉ màu đỏ hiện rõ cảm cho thấy vận tài của bạn đang tăng lên, hứa hẹn những điểm may mắn đột phá trong sự nghiệp và tiền tài của bạn.
Hai là đốt tay thứ hai của ngón cái có nhiều đường vân. Nếu thấy xuất hiện những đường vân ngang dọc tại vị trí đốt thứ hai của ngón cái thì đó là dấu hiệu cho thấy vận thế của bạn đang khởi sắc. Bởi lẽ trên bàn tay thì đốt ngón tay này tượng trưng cho tài phúc khí của chủ nhân trong thời gian sắp tới, và mọi việc của bạn hứa hẹn sẽ thuận buồm xuôi gió, tiền bạc dồi dào. Ba là gò mộc tinh nổi cao và có sắc hồng hào. Nếu trên gò mộc tinh trong lòng bàn tay nằm ở vị trí gốc ngón tay trỏ như xem hình minh họa dưới đây, khi thấy gò mộc tinh có màu sắc hồng hào nổi cao rõ ràng thì đây là dấu hiệu chứng tỏ bạn gặp tài vận tốt và gặp nhiều may mắn về chuyện tiền bạc. Bốn là về gò thái dương xuất hiện vân chữ thập hoặc vân hình lưới. Trong lòng bàn tay, gò thái dương nằm ở vị trí gốc ngón tay áp út hay còn gọi là ngón tay đeo nhẫn. Nếu bạn thấy ở vị trí này bất ngờ xuất hiện một vân chữ thập hoặc vân hình lưới thì đó là biểu tượng của sự may mắn, đại phú, đại quý và liên tiếp có nhiều tin vui của bản thân hoặc gia đình mình. Năm là ở gò thủy tinh có đường vân xiên thẳng. Nếu trên gò thủy tinh nằm dưới ngón út trên gò thủy tinh mà có những đường vân xiên thẳng, đó là biểu hiện cho cuộc sống đang ngập tràn hạnh phúc và sẽ nhận được tiền bạc hoặc là của cải một cách bất ngờ. Ngoài ra, nếu vị trí này xuất hiện những đường chỉ thẳng, sâu, đậm, rõ nét mà không bị đường nào cắt ngang hay chặn đứng thì chứng tỏ tài vận của bạn đang vượng phát và gặp nhiều may mắn liên tiếp. 6 là các đường vân trên tay. Ngoài ra, nếu nhìn vào các đường trong lòng bàn tay cũng có thể biết được chủ nhân của nó có vận mệnh như thế nào. Thứ nhất là đường sinh đạo và đường chí đạo xuất phát cùng một điểm hướng lên trên, đó là hiện tượng dễ phát tài. Hai là đường thành công xuất hiện nhánh kéo dài đến gò thủy tinh, cũng là dấu hiệu đại tài. Ba là đầu đường hôn nhân có dấu chữ thập hoặc dấu sao thì rất có thể bạn đã tìm được người ấy rồi, thì sự sắp tới đó. 4 là đường hôn nhân có dấu sao hoặc dấu chữ thập thì chuyện tình duyên và hôn nhân của bạn đang phát triển rất tốt và rất có triển vọng. 5 là đường tình cảm ngày càng dài và sâu đậm, chứng tỏ cả đời thuận lợi, hỷ sự sẽ tới. Trên đây là các đặc điểm và các gò trong lòng bàn tay cho thấy sắp tới bạn sắp phát tài và may mắn. Hãy thử xem điều đó có đúng với mình không nhé. 3 là dấu hiệu thành công phú quý trong lòng bàn tay của bạn. Ai có nốt ruồi ở tâm lòng bàn tay hẳn là người có tài lãnh đạo và tài vận thịnh vượng, có thể dựa vào năng lực của bản thân để đạt được nhiều của cải. Và hãy quan sát kỹ bàn tay của bạn mà nhận biết những dấu hiệu trời ban cho. Một là về đường sự nghiệp, hay còn gọi là đường định mệnh, đường thành công, đường thái dương kéo dài thẳng và rõ. Người sở hữu cả đường sự nghiệp và đường thành công dài, rõ ràng thì có vận khí cực kỳ tốt. Cho dù làm gì, chỉ cần kiên định, họ chắc chắn sẽ thành công một cách rực rỡ. Nhiều người chỉ có đường sự nghiệp chứ không có đường thành công, nghĩa là họ tham vọng rất lớn trong sự nghiệp và rất nỗ lực nhưng hay gặp khó khăn, không dễ thành công. Còn những người chỉ có đường thành công mà không có đường sự nghiệp, nghĩa là họ không gặt hái được thành tựu to lớn trong sự nghiệp nhưng cuộc sống lại khá giả và nhiều phúc khí. Hai là về đường chí đạo sâu và rõ ràng. Người có đường chí đạo sâu và rõ ràng thường làm việc gì cũng toàn tâm toàn lực và có khiếu giác nhạy bén của một thợ săn. Chỉ cần xác định được con mồi, họ nhất định sẽ dùng mọi cách để có được nó. Chính vì vậy, họ rất dễ đạt được thành công trong cuộc sống. Nếu đường chí đạo xuất phát từ đường sinh đạo, phát triển dài, rõ và đậm nét thì trong sự nghiệp cũng như cuộc sống, họ sẽ tràn đầy tự tin và đam mê, họ sẽ nỗ lực kiếm tiền để có được một cuộc sống tốt đẹp. Ba là các gò trên bàn tay nổi cao và đầy đặn, trung tâm lòng bàn tay lõm. Người có bốn gò nằm ở bốn ngón tay là mộc tinh và gò thổ tinh, gò thái dương và gò thủy tinh đều nổi cao và đầy đặn trong lòng bàn tay lõm xuống cả bàn tay hồng hào, thì là người có tầm nhìn xa trông rộng và là người dũng cảm, có thể chịu đựng được gian khổ và có năng lực đảm đương được những trọng trách lớn trong sự nghiệp và có thể đạt
được và thành công một cách rực rỡ. 4 là gò mộc tinh có dấu phấn đấu. Về đường phấn đấu là đường chỉ tay từ đường sinh đạo hoặc đường chí đạo đi thẳng lên gò mộc tinh. Người sở hữu đường tay này là người có khát khao chiến thắng và là người có tham vọng vươn lên mạnh mẽ trong bất cứ việc gì, cũng không muốn trở thành người đi sau. Đó là người rất kiêu ngạo và tự tin. Nếu đường phấn đấu vừa dài vừa rõ thì là người có thể dựa vào chính sức lực của mình để tiến thân trong sự nghiệp. Còn nếu những đường chỉ tay khác trên tay cũng tốt thì người này có thể dễ dàng đạt được những thành tựu nhất định trong sự nghiệp. Về phần 4 là những kiểu bàn tay cho thấy bạn là người giàu có cả đời. Rất dễ để nhận biết được bạn là người giàu có và bằng cách việc xem tay của bạn. Hôm nay kiến thức tử vi ở góc độ phân tích về thuật xem tay, chúng tôi sẽ giúp bạn xem và làm thế nào để biết tài vận của bản thân mình. 1 là lòng bàn tay tương đối đầy đặn. Người sở hữu một bàn tay đầy đặn thường có một con đường tài vận phong phú, của cải sung túc. Thông thường họ có một thực lực kinh tế nhất định, về gia sản nhiều, trong cuộc sống họ có một thu nhập cao, thường không thiếu thốn về tiền tiêu, cả một đời thường không phải lo lắng gì về chuyện tiền bạc. 2 là lòng bàn tay lõm hoặc trũng. Hãy duỗi bàn tay ra nếu như trong tâm bàn tay của bạn mà bị lõm trũng sâu, rõ ràng cụ thể là giữa bàn tay có một đường hõm. Điều đó nói lên rằng người này rất dễ dàng giàu có và có tiền chi tiêu, hơn nữa là người rất nhiều tiền. 3 là bàn tay có nhiều vằn chỉ về tiền tài. Ở gần ngón tay áp út và gốc ngón tay út có nhiều nếp nhăn nhỏ, đó chính là nếp vằn chỉ tiền tài. Đường vằn càng nhiều thì càng rõ nét và là người rất nhiều tiền. 4 là bàn tay có hình dáng nguyên bảo, hay còn gọi là bàn tay đĩnh vàng. Theo thời xưa để lại, cái gọi là hình dạng nguyên bảo là gần với dạng hình thang. Những đường kẻ nhỏ trong tay nếu như có thể kết hợp thành dạng của hình thang, hơn nữa còn kín lại, điều này nói lên rằng bạn sở hữu một kho bạc lớn. Nó tượng trưng cho lượng tài chính dồi dào, nhiều tài sản như nhà cửa hoặc xe hơi. 5 là toàn bộ bàn tay tương đối mảnh mai. Những ngón tay dài, toàn bộ bàn tay trông rất mảnh mai, dài thon. Những người này về mặt tài vận thường không bao giờ phải làm việc nặng nhọc hoặc lao động chân tay. Họ thường làm những công việc có mức thu nhập cao và những ngành nghề nhẹ nhàng, thoải mái. Đồng thời họ thích chi tiêu và tận hưởng trong cuộc sống để giúp cho bản thân không lúc nào thiếu tiền. Họ thường có các ý tưởng giúp kiếm được nhiều tiền hơn. Những người này thuộc tuyếp người có nhiều thu nhập, đồng thời họ cũng chi tiêu nhiều hơn. 6 là người sở hữu lòng bàn tay màu sắc nhuận hồng. Duỗi thẳng bàn tay ra nếu lòng bàn tay của bạn nhợt nhạt và cứng nhắc, nó nói lên rằng người này thường phải làm những công việc khó khăn vất vả và trên lĩnh vực tiền tài cũng thường gặp khó khăn. Còn nếu như lòng bàn tay hồng nhuận trắng hồng thì người có tướng tay như vậy thuộc tướng có phúc khí, họ thường không cần phải nỗ lực nhiều nhưng vẫn hưởng giàu sang phú quý, không bao giờ lo thiếu tiền. Về phần 5 là những bí ẩn đằng sau đường chỉ tay trí đạo. Tử vi xem chỉ tay xem bói đường chỉ tay trí tuệ. Về đường trí tuệ nói lên điều gì? Đường trí tuệ to, sâu và rõ nét là tốt nhất, cho thấy tố chất tâm lý của người này rất ổn định, về trí nhớ rất tốt, về tư duy linh hoạt, ngoài ra còn có ý nghĩa và ý chí, khả năng quyết đoán. Đoạn trước của đường trí tuệ gồ lên đường sinh mệnh, cho thấy người này tư duy chặt chẽ, suy nghĩ thấu đáo. Đoạn trước của đường trí tuệ tách rời đường sinh mệnh thì cho thấy người này tư duy nhanh nhẹn, làm việc quyết đoán, đa số đều là người lãnh đạo. Về đường trí tuệ hướng lên, người này sống lạc quan, tích cực và có thể chuyển nguy thành an. Đường trí tuệ hướng xuống, người này sống bi quan tiêu cực, mỗi khi gặp khó khăn thường nản lòng và dễ nhục chí, lại hay bị động. Còn đường trí tuệ cong và hướng xuống sát với đường sinh mệnh và cách xa đường tình cảm là người này rất thận trọng trong việc quan hệ ứng xử. Nhưng khi đứng trước người yêu lại không biết cách bày tỏ tình cảm của mình. Khi bị thất tình, người này
phải trải qua một thời gian điều trị vết thương lòng rất dài mới có thể lấy lại được tinh thần. Về đường trí tuệ kéo dài tới mép ngoài của bàn tay, cho thấy về trực giác của người này rất tốt, linh cảm nhanh nhạy, đường trí tuệ dài sâu nhưng hơi chếch xuống đoạn cuối của đường phân nhánh, cho thấy những người này đa số có chỉ số IQ rất cao. Về đường trí tuệ ở hai bàn tay, một hướng lên trên và một hướng xuống dưới, người này tâm trạng hay dao động, lúc thì tích cực và lúc thì tiêu cực. Về người có đường trí tuệ ngắn hoặc đứt đoạn, phải chăng là người đần độn? Về người có đường trí tuệ tương đối ngắn, đoạn cuối ở dưới ngón tay áp út và ngón út là vừa phải, thường là người có ý chí bạc nhược, thiếu nhiệt huyết nhưng không hứng thú với mọi chuyện, tuy nhiên chỉ số thông minh của họ cũng rất cao. Còn đường trí tuệ chạy đến gốc ngón giữa, cho thấy người này từ nhỏ đã mắc các bệnh đãng trí. Về trí nhớ và ý chí của họ rất kém, thành tích thi cử thì không tốt, tạo cho thầy cô và cha mẹ có một ấn tượng một người đần độn. Người này thường có tâm địa hẹp hòi, đề cao lợi ích của cá nhân, người thiếu kiên trì, làm việc thiếu nhiệt tình, hay bỏ dở giữa chừng, khó làm vừa lòng cấp trên. Do vậy, về sự nghiệp thường không phát triển, đồng thời trong quan hệ xã giao họ luôn ứng phó một cách tiêu cực, cho nên không những không tìm được bạn tri kỷ mà còn có thể bị thua thiệt. Người có đường trí tuệ đứt quãng thì ngoài thiếu tập trung và trạng thái tinh thần không ổn thì cũng có thể mắc một số bệnh liên quan đến não. Người này cũng rất có thể mắc chứng đau nửa đầu hoặc hay quên. Về đường trí tuệ đứt đoạn nhưng đoạn nọ vẫn tiếp nối đoạn kia, cho thấy người này tính tình đa nghi. Về nhân sinh quan thì tiêu cực, thiếu cảm giác an toàn, do vậy rất khó có thể lộ tình cảm với người khác. Về đường trí tuệ trên cả hai bàn tay không đều nhau, cho thấy tâm lý và trí tuệ của người này không ngừng phát triển. Nếu đường trí tuệ trên bàn tay chủ động như tay phải, sâu và dài hơn, cho thấy trí tuệ của người này phát triển hơn trước rất nhiều. Còn nếu ngược lại thì thấy trí tuệ của người này vẫn chưa được phát triển đầy đủ, mà chỉ cần có một thời gian để tiếp tục khai thác thì đường trí tuệ trên bàn tay bị động hay tay trái thẳng, còn đường trên tay phải chủ động lại cong, cho thấy khả năng nhận biết kém cỏi về thời trẻ đã được bù đắp. Nếu là trẻ con mà có đường trí tuệ thẳng thì phải mở rộng phạm vi sở thích của chúng, để sau này khi chọn nghề chúng có thể lựa chọn trong nhiều lĩnh vực. Nếu tình hình ngược lại thì cho thấy khả năng tư duy và sáng tạo bẩm sinh của người này về sau có cơ hội phát huy. Về đường trí tuệ hẹp là có khả năng trong lĩnh vực khoa học và kỹ thuật. Về đường trí tuệ thẳng tắp như sợi mực, cho thấy người này có tinh thần thực sự cầu thị và có khả năng phân tích rất tốt. Người có bàn tay này thường coi trọng thực tế, khả năng tư duy một cách rất logic và có khả năng tập trung đều rất tốt. Hơn nữa, họ lại miệt mài làm việc, không phân tán tinh thần và tư tưởng. Ngoài ra, người này cũng rất có khả năng trong một số lĩnh vực khác như toán học hoặc vật lý, thương mại, về quan hệ công chúng một cách rất tốt. Nếu đường trí tuệ hơi cong, cho thấy người này có quan hệ công chúng rất tốt và đặc biệt là có tài trong lĩnh vực truyền thông và ngoại giao. Còn đường trí tuệ xấu có hình dạng như thế nào? Là đường trí tuệ có một nhánh của đường trí tuệ hướng xuống, cho thấy người này có một thời gian cảm thấy rất chán trường. Còn nếu hướng lên thì cho thấy người này có thể gặt hái được một chút về thành tựu. Đường nhánh hướng về ngón trỏ cho thấy người này gặt hái được thành tựu trong lĩnh vực học thuật, còn đường nhánh hướng về ngón giữa là thể hiện sự nghiệp hoặc tài sản. Về đường nhánh hướng về ngón áp út là thể hiện sự tự khẳng định mình. Đường nhánh hướng về ngón út là thể hiện sự thành công về tài chính. Còn nếu tại vị trí này có nhiều đường vân chạy chồng chéo lên nhau, cho thấy người này có nguy cơ khủng hoảng về tài chính rất lớn. Người này thiên về tình cảm,
về đường trí tuệ nhỏ và mờ cho thấy người này hay phân tán về tư tưởng, không có trình độ, suốt ngày chỉ mơ tưởng hão huyền, sống không thực tế hay suy nghĩ linh tinh. Còn đường trí tuệ nhỏ là cho thấy người này có tính hay do dự và luôn làm việc theo cảm tính. Qua đường trí tuệ, làm thế nào để có thể dự đoán được thời gian xảy ra sự kiện của đời mình? Dựa vào đường trí tuệ, ta có thể dự đoán được thời gian xảy ra sự kiện, nhưng trong tướng số lại không có tiêu chuẩn dự đoán nào khả quan. Tuy nhiên, chỉ cần nắm vững những nguyên lý cơ bản thì có thể ứng dụng một cách rộng rãi về phương pháp cụ thể như sau. Một là từ mé trong ngón trỏ vẽ một đường thẳng kéo dài đến đường trí tuệ. Điểm giao nhau giữa đường là điểm ứng với 20 tuổi. Về đường trí tuệ, chạy từ phía bên trên của ngón cái tới điểm này là thể hiện những trải nghiệm trong 20 năm. Trong 20 năm đầu của người này, ta đánh dấu một ký hiệu để tiện cho những việc thao tác sau đó. Hai là bắt đầu từ điểm 20 tuổi, dùng bút vẽ một đường thẳng xuống rồi khắc độ cứ 1 mm ứng với 1 năm để đảm bảo cho độ chính xác. Ta sẽ được một đường thẳng từ điểm giữa của ngón giữa tới đường trí tuệ, điểm giao nhau giữa hai đường ứng với 35 tuổi. Độ dài của đường trí tuệ là thể hiện tính cách thực tế chứ không thể hiện về tuổi thọ. Ba là cuối cùng ta có thể dựa vào những ký hiệu đã đánh dấu để quan sát sự kiện thể hiện qua vân tay, từ đó dự đoán thời gian cụ thể sẽ xảy ra về sự kiện. Về bàn tay có đường tuyết lê chứng tỏ người này không giỏi về xã giao. Đường tuyết lê thường chạy từ rìa bàn tay bên này sang rìa bàn tay bên kia, chạy xuyên qua bàn tay, trông rất giống bàn tay bị gãy. Tuy nhiên, sự khác biệt chủ yếu là trên bàn tay có đường tuyết lê vẫn xuất hiện. Về đường tình cảm, nếu đường tuyết lê xuất hiện trên bàn tay của trẻ con cho thấy đứa trẻ này có thể rất hiếu động, nhưng nếu xuất hiện trên bàn tay của người lớn thì hoàn toàn trái ngược, cho thấy người này có tính cách hướng nội, tư tưởng phức tạp, về cá tính mạnh mẽ, tuy nhiên đôi khi cũng tỏ ra hơi nhạy cảm. Vì người này thường trầm lặng, ít nói, không thích những lễ nghi rườm rà trong xã hội và xã giao. Do vậy, khi lựa chọn nghề nghiệp nên chọn những công việc có thể phát huy được hết tiềm lực của mình như kế toán. Về xem đường trí tuệ có thể giúp bạn tìm được công việc tốt hay không, nếu đường trí tuệ và đường sinh mệnh trên bàn tay cùng xuất phát tại một vị trí rồi kéo dài và tạo đường cong trên gò nguyệt tượng trưng cho trí tưởng tượng, thì đây là thuộc loại vân tay tài trí tung hoành. Người có kiểu vân tay này thích hợp với công tác văn hóa hay nhà viết văn hay nhà soạn nhạc. Còn điểm xuất phát của đường trí tuệ rất gần với đường sinh mệnh. Đây thuộc dạng vân tay độc lập, phát triển, và người có kiểu vân tay này là người có tinh thần phấn đấu, làm việc hết mình, hơn nữa lại rất chú trọng kinh nghiệm thực tế, nên thích hợp với công việc làm lãnh đạo hoặc tự gây dựng một sự nghiệp. Còn đường trí tuệ kéo dài kiểu cắt ngang, đây thuộc kiểu người chín chắn hướng nội. Người có kiểu vân tay này thường có tính cách hướng nội hay bi kịch động, nên thích hợp với những công việc ít phải tiếp xúc với mọi người như biên tập viên. Còn điểm xuất phát của đường trí tuệ cách đường sinh mệnh tương đối xa, đây thuộc kiểu người đầu cơ. Người có kiểu vân tay này thường có tinh thần dũng cảm, thích hợp với những công việc mang tính chất đầu cơ như đầu tư chứng khoán hoặc cổ phiếu, kinh doanh hàng hóa và đầu tư bất động sản. Còn điểm xuất phát của đường trí tuệ xuất hiện tại gò mộc tinh, đây thuộc kiểu người quản lý. Người có kiểu vân tay này là có khả năng quan sát nhanh nhạy, thích hợp với các công việc nghiên cứu học thuật như giảng viên đại học hoặc nghiên cứu viên hoặc viện học viện hoặc là viện trưởng học viện. Về thế nào là đường trí tuệ hình cái dĩa? Về đường trí tuệ, phân nhánh ở phía dưới ngón tay áp út được coi là cái nĩa. Sự phân nhánh này thường làm cho đường trí tuệ chia làm hai phần, chứ không phải là đường sự nghiệp cắt đường vân trên đường trí tuệ. Vì vậy phải quan sát thật kỹ mới phân biệt được. Tuy nhiên, không phải tất cả các nhà văn đều có cái nĩa, nhưng
Người có kiểu vân tay này thường rất có khả năng và năng khiếu sáng tác, họ rất thích hợp với nghề sáng tác văn chương. Nếu cái nghĩa này xuất hiện ở đoạn cuối đường trí tuệ thì cho thấy người này có đầu óc kinh doanh. Một khi họ đã tiến vào thương trường thì chắc chắn sẽ giành được thành tích rất tốt. Tuy nhiên, đoạn cuối của đường trí tuệ không được chích xuống quá, nếu không sẽ ảnh hưởng đến tài năng vốn có. Không những vậy, còn ảnh hưởng đến cả quan hệ xã giao và vận thế của người này. Về đường trí tuệ, kiểu tài trí tung hoành có cùng điểm xuất phát với đường sinh mệnh và uốn cong trên gò nguyệt. Người có đường vân tay này rất thích hợp với công việc mang tính chất nghệ thuật. Đồng thời, gò nguyệt tượng trưng cho trí tưởng tượng, nếu đường trí tuệ mà đẹp thì người này có thể phát huy tối đa được tài năng trong lĩnh vực nghệ thuật. Về đường trí tuệ có rất nhiều hình dạng. Người có đường trí tuệ chạy dốc xuống dưới là người có trí tưởng tượng phong phú nhất. Độ dốc càng cao thì trí tưởng tượng của người này càng phong phú. Đồng thời, trình độ nghệ thuật của người này cũng rất cao nên rất thích hợp với công việc sáng tác và văn nghệ. Về đường trí tuệ thuộc kiểu độc lập phát triển có đặc điểm gì? Về đường trí tuệ kiểu độc lập phát triển là có đặc điểm là điểm xuất phát của đường trí tuệ ở gần sát với điểm xuất phát của đường sinh mệnh. Người này có bàn tay này nên tự xây dựng sự nghiệp như thành lập công ty riêng, vì họ rất có tinh thần phấn đấu vì sự nghiệp, lại thích độc lập, tự chủ và coi trọng thực tiễn. Cho nên với những tính cách này thì họ hoàn toàn có thể thể hiện được khả năng quản lý trong công ty. Người này tương đối tận tụy với công việc. Họ có tinh thần trách nhiệm rất cao, có thể một mình phụ trách một mảng công việc và luôn có thể hoàn thành nhiệm vụ trong thời hạn được giao. Đồng thời, người này có vốn không thích nghe theo lệnh của người khác, cho nên khi làm việc với đồng nghiệp hoặc cấp trên thường lắm đều, họ thường tỏ ra không được thoải mái. Về đường trí tuệ thuộc kiểu người khoa học tự nhiên có đặc điểm gì? Đặc điểm của đường trí tuệ kiểu người khoa học tự nhiên đó là tuy điểm xuất phát của nó gần như tiếp xúc với đường sinh mệnh, nhưng nó lại chạy hướng lên phía gò hỏa tinh thứ hai hoặc gò nguyệt. Người có vân này thích hợp với công việc nghiên cứu và khai thác sản phẩm như làm nghề trong lĩnh vực hóa chất, máy tính, cơ khí dược, vì nghề này thường có khả năng tư duy một cách rất logic, hơn nữa lại giỏi toán học và có khả năng lý giải những sự vật mang tính về khái niệm. Tuy nhiên, nếu mọi người có vân tay kiểu khoa học tự nhiên nhưng lại không muốn làm những việc liên quan đến lĩnh vực khoa học tự nhiên mà họ rất quan tâm đến lĩnh vực khoa học về âm nhạc thì cũng nên thử cho biết, vì họ có khả năng phân tích đặc biệt cùng với khả năng tư duy mạch lạc rõ ràng, cho nên họ cũng có thể gặt hái được thành công trong lĩnh vực về nghệ thuật. Thực ra có rất nhiều nhà nghệ thuật nổi tiếng cũng có đường trí tuệ kiểu khoa học tự nhiên này. Về đường trí tuệ kiểu sự nghiệp đầu cơ có đặc điểm đó là điểm xuất phát của đường trí tuệ cách đường sinh mệnh rất xa. Người có vân này thích hợp với những công việc mang tính chất đầu cơ, đầu tư chứng khoán hoặc bất động sản. Người có kiểu bàn tay này tính tình thường cương quyết và thường có tinh thần mạo hiểm, biết nắm bắt thời cơ, có thể giữ bình tĩnh trước mọi nguy hiểm. Đối với những công việc mang tính chất đầu tư, họ làm tương đối xuất sắc. Nhưng phải lưu ý rằng người này tính tình thường rất nôn nóng, cho nên khi có chuyện họ rất dễ vì quá vội vã mà đưa ra quyết định sai lầm không hợp thời. Tiếc like và comment khi xem video này. Tử vi xem chỉ tay. Về tổng quan, xem bói tướng ngón tay. Đừng cho rằng ngón tay chỉ là những bộ phận tầm thường, không có gì đặc sắc, mà thực ra chúng ẩn giấu rất nhiều bí mật. Chẳng phải năm xưa Tôn Ngộ Không đã từng bị giam giữ chỉ bởi 5 ngón tay của Phật Tổ Như Lai hay sao? Nếu như đi sâu để tìm hiểu về các đốt ngón tay, vân tay và móng tay thì tin chắc chúng ta sẽ khám phá được rất nhiều điều bí ẩn về vận mệnh của mình. 5 ngón tay phân chia theo ngũ hành như thế nào? Ngón cái có thuộc tính ngũ hành là thổ, đất đai mang đến sự sống vô tận cho vạn vật.
có thể là làm cho vạn vật sinh trưởng và phát triển, do vậy có thể gọi là bất động sản. Chủ về ruộng đất như cha mẹ, nhà cửa. Ngón cái ứng với tỳ vị, cung chấn trên ngón cái có chủ về gia sản, cung cấn chủ về phong thủy, nhà ở và tình anh em ruột thịt. Còn ngón trỏ thì có thuộc ngũ hành là mộc, mộc là cái gốc của dưỡng sinh, là tượng trưng cho sự không ngừng phát triển, không ngừng vươn lên, chủ về linh hồn và linh cảm. Còn tiền tài, hôn nhân, tửu sắc, vận đào hoa hay bôn ba thay đổi thất thường, chủ về vận thanh niên. Còn ngón trỏ ứng với gan và mật, cung tốn trên ngón trỏ chủ về linh cảm và tài vận. Còn ngón giữa có thuộc về tính ngũ hành và hỏa, khi đốt lửa mọi thứ dưới ánh lửa trở nên sáng sủa và lộng lẫy, khiến người ta có cảm giác hư ảo, chủ về công danh và sự nghiệp, tiền đồ, kiện tụng và tâm hồn. Về sức khỏe hư ảo, chủ vận về trung niên, ngón giữa ứng với tim là cung ly, trên ngón giữa chủ về sự nghiệp. Còn ngón áp út có thuộc tính ngũ hành là thuộc kim, chủ về nghị lực, tiền tài, cạnh tranh và kế nghiệp, bạn bè, chủ về vận trung niên. Ngón út có thuộc tính ngũ hành thuộc thủy, nước luôn ở trạng thái động nên có thể mượn để ví tư tưởng của con người, chủ về thông minh, linh hoạt, ham muốn, chủ vận về già. Ngón út ứng với thận, cung khôn, trên ngón út chủ về gia vận và vận con cái. Về các ngón tay ẩn chứa những thông tin về vận mệnh của một con người. Năm ngón tay đều ẩn chứa những thông tin nhất định về mệnh. Điều này là được đề cập trong Ma Y Thần Tướng. Ngón cái thể hiện ý chí và nghị lực của một người. Ngón cái to dài cho thấy người này có nhân cách tốt, lại trường thọ, có thể thành người lãnh đạo. Ngón cái ngắn cho thấy người này luôn mong chờ được người khác yêu thương và che chở. Ngón trỏ thể hiện ý thức cá nhân của một người. Ngón trỏ to và dài cho thấy người này luôn tự tin và có chí tiến thủ, sự nghiệp dễ thành công. Tuy nhiên cũng hay tỏ ra kiêu căng và ngạo mạn. Ngón trỏ mà ngắn thì cho thấy người này có tính cách hướng nội. Còn ngón giữa là thể hiện tinh thần trách nhiệm của một người, đồng thời cũng phản ánh khả năng tư duy. Ngón giữa to và dài cho thấy người này rất có tinh thần trách nhiệm, làm việc gì cũng thận trọng nhưng lại không khéo ăn khéo nói, thích cuộc sống ẩn dật. Còn ngón giữa mà ngắn cho thấy người này thiếu sự tự tin trong công việc mà không có tinh thần về trách nhiệm. Ngón áp út thể hiện trí sáng tạo và tình cảm của một người, đồng thời cũng phản ánh khả năng nghệ thuật và ham muốn vật chất. Ngón áp út to và dài cho thấy sự nghiệp của người này phát triển thuận lợi, biết cách xã giao và thích hợp với công việc liên quan đến lĩnh vực về nghệ thuật. Ngón áp út ngắn cho thấy người này phản ứng chậm chạp, không khôn ngoan. Ngón út thể hiện năng lực biểu đạt giao lưu của một người, đồng thời cũng phản ánh khả năng xã giao của một người đó. Ngón út to và dài cho thấy người này có tài tranh luận và có khả năng biểu đạt bằng ngôn ngữ. Ngón út ngắn cho thấy tư tưởng và lời nói của người này không thống nhất, khiến người khác nghe xong mà không biết làm như thế nào. Về làm thế nào để nhận biết được tình hình sức khỏe qua các ngón tay cái. Ngón tay cái ứng với hệ thống tuần hoàn và hệ thống thần kinh của cơ thể con người. Ngón cái khỏe hay yếu là có thể phản ánh tình hình sức khỏe của mệnh chủ. Ngón cái nhẵn bóng, thon, dài, cứng cáp, đốt ngón đều đặn cho thấy người này khỏe mạnh, tràn trề về sức sống. Ngón cái quá to và cứng cho thấy người này sống rất cực đoan và là người hay nổi giận. Ngón cái quá yếu cho thấy người này có thể chất kém, hay bị xúc động hoặc thiếu tinh thần và thiếu tính kiên trì. Về ngón cái cong cho thấy người này bị suy nhược về thần kinh, thể lực suy giảm. Cơ của ngón cái có độ đàn hồi kém cho thấy cơ tim của người này lao lực quá mức, về tinh thần sức lực đều kiệt quệ. Đốt của ngón cái xuất hiện vết nứt, đường vân rối loạn cho thấy người này dễ mắc về bệnh tim. Đốt của ngón cái nổi gân xanh cho thấy người này dễ mắc bệnh về động mạch vành hoặc xơ vữa động mạch. Ngón cái trên to dưới nhỏ cho thấy khả năng hấp thụ của người này kém, cơ thể gầy yếu. Ngón cái trên nhỏ dưới to cho thấy cơ thể của người này dễ bị phát phì.
ngón tay có ẩn chứa những thông tin đặc biệt nào về ngón cái. Trên dưới cân đối cho thấy người này có khả năng nhận biết rất nhanh nhạy, tư duy phong phú và có nhiều sáng kiến mới. Còn đầu ngón cái bị tù cho thấy người này làm việc chắc chắn, thận trọng và không phù phiếm. Hơn nữa cũng rất chân thành, có thể giữ vững nguyên tắc. Tuy nhiên do tính cách này mà họ khó hòa đồng với mọi người. Ngón cái nhọn cho thấy người này rất nhanh nhạy, lại hay xúc động, nhưng đôi khi lại đùa giỡn với tình cảm của người khác. Còn ngón cái hình chóp cho thấy người này có tài ăn nói và có khả năng sáng tạo và rất quan tâm đến hình tượng của mình. Do vậy, người này đặc biệt coi trọng về lễ nghi. Còn ngón cái bẹt cho thấy người này tư duy nhanh nhạy và có nhiều tư tưởng mới lạ và thường có những hành động khiến người khác phải bất ngờ. Về vị trí của ngón cái có thể quyết định tính cách của con người hay không? Vị trí của ngón cái tương đối thấp, khoảng cách giữa ngón cái và bàn tay tương đối xa, khiến người ta có cảm giác ngón cái rất nổi bật, cho thấy người này không thích hợp với công việc đòi hỏi sự tư duy và ý sáng tạo. Còn đối với những công việc thực tế thì rất có khả năng họ có thể vận dụng đôi bàn tay khéo léo của mình để biến ý tưởng của người khác thành hiện thực. Vì thế người này thích hợp làm nhân viên kỹ thuật. Còn tuy nhiên đôi khi họ lại quá đề cao về bản thân mà không kiểm soát được mình. Những lúc này cần có người dẫn dắt thì họ mới có thể làm tốt được. Về vị trí của ngón cái tương đối cao, khoảng cách giữa ngón cái và bàn tay tương đối gần cho thấy người này có khả năng sáng tạo rất tốt, biết suy nghĩ và nhìn nhận về vấn đề, có thể kiểm soát mọi công việc. Về thành tựu lớn nhất của họ là giải quyết được những vấn đề nan giải, do vậy rất thích hợp với những công việc liên quan đến ngành tuyên truyền. Họ nhạy cảm, biết kiềm chế cảm xúc và có nghị lực và lòng quyết tâm. Tuy nhiên họ lại hay để tâm đến những chuyện còn con. Về ngón trỏ, là ngón trỏ dài hơn ngón áp út, nói lên điều gì? Qua điều tra nghiên cứu cho thấy người có ngón trỏ dài hơn ngón áp út thì có trình độ học vấn cao. Sự phát triển của ngón tay dường như song song với sự phát triển của não bộ. Hơn thế nữa, nó liên quan đến hormone sinh dục trong tử cung. Do vậy, ngón áp út của nữ thường dài hoặc bằng hoặc hơn ngón trỏ. Ở nam thì ngón áp út thường dài hơn ngón trỏ. Còn đối với người thuận tay trái thì ngón áp út dài hơn ngón trỏ rất nhiều. Về nghiên cứu còn phát hiện tỷ lệ giữa ngón trỏ và ngón áp út lại liên quan đến các tính cách. Biết được độ dài của ngón áp út và ngón trỏ là có thể biết được đến nhiều thông tin như sinh nở hoặc tình hình về sức khỏe. Về một nhỏ, là ngón trỏ dài hơn ngón áp út. Là nữ thì có khả năng sinh nở rất tốt và là người khiêm tốn, nhạy cảm, nhưng so với người bình thường thì có nguy cơ mắc bệnh ung thư vú đường tương đối cao, không thích mạo hiểm trong công việc. Nếu là nam thì có khả năng sinh sản kém, không có khả năng diễn đạt và cảm giác về phương hướng không tốt. Về hai nhỏ, là ngón áp út dài hơn ngón trỏ. Nếu là nữ thì có khả năng sinh nở kém, tự phụ và là người dễ mắc các bệnh về ung thư vú, thích mạo hiểm trong công việc. Là nam thì ham muốn tình dục cao và có khả năng sinh sản rất tốt, thường là người đông con nhiều cháu. Về người có ngón giữa ngắn, là người có khả năng đầu tư như thế nào? Hiện nay hoạt động đầu tư trở thành phương thức quản lý tài chính rất phổ biến trong xã hội hiện đại. Tuy nhiên vẫn có nhiều người không có khả năng trong lĩnh vực này, thậm chí là không hiểu chút gì về đầu tư. Vậy xét từ góc độ của thuật xem tướng tay thì kiểu người này có những đặc điểm chung gì? Người có ngón giữa ngắn là người không có khả năng đầu tư về tiền bạc, tức họ có thể gặp vận may mà hưởng lợi. Một khi làm ăn thua lỗ thì họ có thể vực dậy được. Còn ngón giữa là ngón dài nhất trong 5 ngón tay, tượng trưng cho vận mệnh của một người. Nếu ngay từ khi sinh ra ngón giữa đã rất ngắn, cho thấy người này thiếu tính kiên trì, lại hay xúc động,
Người này nhất định phải ràng buộc và kiểm soát tình cảm cũng như hành vi của mình, không được vì tính cách của mình mà làm những việc sau này có hối hận cũng không kịp. Còn ngón áp út dài chứng tỏ xu hướng giới tính có vấn đề. Còn một báo cáo nghiên cứu với phạm vi điều tra nước Đức ở châu Âu cho thấy dù là nam hay nữ thì sự chênh lệch độ dài của ngón trỏ và ngón áp út của bàn tay phải được coi là những tiêu chí quan trọng để đánh giá xu hướng giới tính của một người. Nếu ngón trỏ và ngón áp út của bàn tay phải bằng nhau thì trên 70% là người đồng tính luyến ái. Dù không phải vậy thì chí ít cũng cho thấy tỷ lệ kết bạn với người cùng giới cao hơn rất nhiều so với người khác giới. Còn ngón áp út dài cho thấy người này có khả năng diễn đạt, tư duy linh hoạt và có khả năng xuất chúng, dễ trở thành tỷ phú. Tuy nhiên trong chuyện tình cảm lại chưa thấy có dấu hiệu khác thường. Do vậy, việc ngón áp út dài không liên quan đến vấn đề về đồng tính liên ái. Về ngón tay út ẩn chứa những thông tin đặc biệt nào? Ngón út tương ứng với hệ thống sinh dục, hệ thống tiết niệu, hệ thống vận động là xương cốt. Độ cứng cáp của ngón út có thể phản ánh chức năng của thận có bình thường hay không. Về ngón út thuôn dài và cứng cáp, đốt ngón tay phát triển đều cho thấy người này rất khỏe mạnh, sức sống tràn trề. Về ngón út trắng bệch, gầy gò cong queo cho thấy người này dễ mắc các bệnh về vụ khoa như ở nữ giới. Thận hư là ở nam. Ngón tay út to cứng cáp có thể bù đắp khiếm khuyết của bốn ngón kia. Nếu bốn ngón kia đều to mà chỉ có duy nhất ngón út nhỏ thì cho thấy người này sinh ra đã có thể chất yếu. Còn ngón út dài cho thấy người này có tài ăn nói. Nếu lại cong thì cho thấy người này thông minh, lanh lợi và rất thích nói dối. Về phán đoán cá tính của một người thông qua cự ly giữa các ngón tay khi xòe ra như thế nào? Khi một người duỗi tay một cách tự nhiên, chúng ta có thể nhìn vào cự ly giữa 5 ngón tay để phán đoán đặc điểm tính cách của người đó. 5 ngón tay khít lại với nhau cho thấy người này rất hòa đồng và thích đến những nơi náo nhiệt. Còn 5 ngón tay đều xòe ra cho thấy người này có tính tình phóng khoáng và có tấm lòng khoan dung độ lượng, thái độ làm việc tích cực cởi mở, thẳng thắn, không dễ bị nhân tố ngoại cảnh tác động mà trở nên làm việc vô nguyên tắc, biết cách quản lý tiền bạc, tài vận vượng. Khoảng cách giữa ngón trỏ và ngón giữa tương đối rộng cho thấy người này tư duy độc lập và có chính kiến riêng, làm việc hay độc đoán, chuyên quyền và có nhiều tham vọng. Còn khoảng cách giữa ngón trỏ và ngón giữa và ngón áp út tương đối rộng cho thấy người này thông minh, linh hoạt, đầy cá tính, thích sống một mình. Kiểu người này về cơ bản luôn tìm thấy sự bình yên trong cuộc sống cô đơn. Khoảng cách giữa ngón áp út và ngón út rộng cho thấy người này thích tự do, không thích bị ràng buộc và họ rất thích có không gian tự do và riêng tư cho bản thân mình. Về kẽ tay to là tốt hay là không tốt? Về bàn tay giò tiền, tức là khi duỗi tay, tuy 5 ngón đã khép lại nhưng giữa các ngón với nhau, nếu là ngón giữa với ngón trỏ và ngón áp út vẫn có một kẽ hở tương đối rộng giống như hình cái phễu, cho thấy người này không thể tích góp tiền bạc, đặc biệt là giữa ngón đốt thứ 3 của ngón giữa với đốt thứ 3 của ngón trỏ và ngón áp út có kẽ hở. Đây là bàn tay giò tiền. Điển hình, người có bàn tay này là người do dự và thiếu quyết đoán, dù thời cơ làm ăn tốt đến với họ, nhưng thường do nguyên nhân liên quan đến tính cách nên họ hay bỏ lỡ cơ hội. Mặt khác, người này có tư tưởng tương đối bảo thủ, chỉ biết làm theo cách nghĩ của mình, thiếu tinh thần sáng tạo về mặt sáng tạo và kiếm tiền thì người này kém hơn người khác. Do vậy mới nói người có kẽ tay to rất dễ bị dò tiền bạc. Qua bàn tay để làm thế nào mà biết được một người có thành thật hay không? Người có ngón tay to và ngắn là người sống thành thật nhất. Đặc điểm bàn tay của người này thường là ngón tay to ngắn, bàn tay cứng như que củi.
và thô ráp, sờ có cảm giác như sờ vào vỏ cây. Người có bàn tay này thường thiếu vẻ lãng mạn. Khi tỏ tình, họ thường tỏ ra luống cuống và vụng về. Họ chỉ suy nghĩ trong chốc lát rồi tự bày tỏ tình cảm mãnh liệt của mình một cách đơn điệu và cộc cằn. Dường như điều đó chỉ xuất phát từ sự kích động về sinh lý, cho nên mới không quan tâm đến nhu cầu về mặt tinh thần của đối tượng đang tìm hiểu. Khó có thể làm vừa lòng đối phương, do vậy mới có cảnh theo đuổi hết người nọ đến người kia. Còn trong công việc, người này thường không suy tính kỹ lưỡng rồi mới hành động, mà họ hoàn toàn hành động theo bản năng. Họ thành thật, thẳng thắn nhưng lại bảo thủ và là người cố chấp. Người hiền lành ít nói và không thích suy nghĩ vấn đề một cách sâu xa, nhưng điều này không có nghĩa là họ ngốc nghếch, mà khi gặp thời cơ họ cũng có thể phát huy tài năng xuất chúng của mình. Tuy nhiên, người này suy cho cùng, họ không thích hợp với những công việc đòi hỏi tính sáng tạo và tính khéo léo. Người có ngón tay nhỏ và dài là người như thế nào? Ngón tay nhỏ dần về phía đầu ngón tay cái nhỏ hơn ngón tay cái của người bình thường, bàn tay mềm mại và có độ cong, xương ngón tay tương đối thẳng, kiểu bàn tay này được gọi là bàn tay cá hồi. Rất nhiều người đều cho rằng người có bàn tay này thường rất tế nhị, nhưng thực ra thì không phải như vậy. Người có bàn tay này đa phần đều có năng khiếu về văn nghệ, và trong hoạt động xã hội, xã giao, họ có thể khéo léo và tạo ra bầu không khí phù hợp cho từng hoàn cảnh, dễ được lòng bạn bè. Nếu đường trí tuệ phát triển dài thì người này thích hợp với công việc về nghệ thuật hoặc nghề văn. Về nhược điểm của người có bàn tay này là có khả năng kiềm chế tương đối kém, đôi khi thần kinh kích động thái quá, họ thường cố chấp với những chuyện còn con, và lại có tật soi mói. Chỉ số thông minh cảm xúc EQ của họ rất thấp, không quá quan tâm đến chuyện tình yêu, họ rất có lý tưởng hóa, lại hay suy diễn viển vông, thậm chí còn nghĩ đến những điều không tưởng, vô căn cứ. Ngoài ra, người có bàn tay này cần chú ý đề phòng các bệnh liên quan đến đường hô hấp và hệ tiêu hóa. Tuy người có ngón tay nhỏ và dài thích hợp với công việc nghệ thuật, nhưng họ có thể trở thành nhà nghệ thuật hay không thì điều này còn phải kết hợp với các yếu tố khác của bàn tay thì mới có thể đánh giá một cách toàn diện, chứ không chỉ căn cứ vào độ dài của ngón tay mà vội đưa ra kết luận. Ba đốt ngón tay trên, giữa, dưới nói lên điều gì? Đốt ngón tay được phân thành nhiều đốt, đốt giữa và đốt dưới. Đốt trên thể hiện đặc tính của ngón tay, đó là đốt giữa thể hiện phương thức phát huy tài năng, còn đốt dưới thể hiện phản ứng của bản năng. Đốt trên của ngón tay thể hiện ý chí, nhìn vào hình dạng có thể biết được tinh thần phấn đấu và sự nghiệp của người đó như thế nào. Đốt dưới của ngón cái thể hiện mức độ khéo léo, đó là tiêu chuẩn để đánh giá trí tuệ và khả năng suy luận của một người. Đốt trên của ngón trỏ ngắn và dày cho thấy người này có nhu cầu rất cao về đời sống vật chất. Còn đốt trên dài cho thấy người này có khả năng nhận thức rất tốt. Còn đốt giữa ngắn cho thấy người này có tầm nhìn nông cạn. Còn đốt giữa dài cho thấy người này có ý chí hoài bão, hiệu suất làm việc rất cao, lại có khả năng quản lý. Còn đốt dưới của ngón trỏ ngắn cho thấy người này thật thà tốt bụng, thích cuộc sống nhàn hạ. Đốt dưới dài cho thấy người này thích sai khiến người khác. Còn đốt dưới mỏng cho thấy người này có khả năng thưởng thức về nghệ thuật, tuy nhiên là hơi khắt khe trong cuộc sống. Đốt trên của ngón giữa to là người này tính tình thận trọng. Đốt trên dài, người này hay để tâm vào những chuyện vụn vặt. Còn đốt trên ngắn là người này hay đa nghi. Đốt giữa của ngón giữa ngắn, người này yêu khoa học. Đốt giữa dài, người này là nhà quản lý tài ba. Còn đốt giữa dày, người này yêu thích nghề làm vườn. Đốt dưới của ngón tay giữa ngắn là người này có tâm địa hẹp hòi. Còn đốt dưới dài, người này có nhân cách rất tồi. Còn đốt trên của ngón áp út dẹp là người này luôn gây ấn tượng sâu sắc.
còn đốt trên dài, người này có khả năng thưởng thức về nghệ thuật. Còn đốt trên quá dài, người này luôn chú ý chăm sóc vẻ bề ngoài của mình. Đốt giữa ngắn và mỏng, người này không am hiểu về nghệ thuật. Còn đốt giữa nhỏ và dài, người này có năng khiếu về nghệ thuật. Đốt dưới ngắn thì người này có phẩm cấp bình thường. Còn đốt dưới dài, người này có tinh thần ham học hỏi. Còn đốt dưới dày, người này có thể trở thành nhà sưu tầm cổ học. Đốt trên của ngón út ngắn, người này có tính tình lười biếng. Còn đốt trên dài, người này có tài ăn nói. Còn đốt trên nhọn là lời nói của người này rất có trọng lượng. Còn đốt giữa của ngón út, đốt giữa của ngón út ngắn thì người này có khả năng tổ chức rất kém, không thích hợp để làm lãnh đạo. Còn đốt giữa dài, người này biết cách quản lý về tài chính. Đốt giữa mà dày thì người này có thể bất chấp mọi thủ đoạn để thực hiện một mục tiêu riêng của mình. Còn đốt dưới của ngón út ngắn, người này ngâm thơ chân chất. Còn đốt dưới dài, người này có tư tưởng thoát tục. Đốt dưới dày là người này sống rất thiết thực. Về ngón tay to, có phải là người này cả đời vất vả không? Có người thì đường nét của ngón tay tương đối trơn tru, nhưng cũng có người thì đường nét của ngón tay tương đối gồ ghề. Về điểm khác biệt chính là ở đây là kích thước của ngón tay. Người có đốt ngón tay to là người bận rộn, nhưng sự thực không phải là như vậy. Người có đốt ngón tay to là người có tinh thần ham học hỏi, ham hiểu biết, suy nghĩ rành rọt, làm việc thận trọng. Họ đa phần đều là học giả hoặc là nghiên cứu. Người có kiểu đốt ngón tay này chủ yếu là người phương Đông. Họ coi trọng về đời sống tinh thần hơn đời sống về vật chất, coi danh tiếng quan trọng hơn là tiền bạc. Cả đời họ dốc sức cho thế giới tinh thần về phong phú của mình. Người này thích hợp làm công việc nghiên cứu trong lĩnh vực tâm lý xã học hoặc về thần học, vì họ luôn coi mình là trung tâm, lại có nhiều kế hoạch. Tuy nhiên họ không thể biến kế hoạch thành thực tiễn vì họ thiếu khả năng tính toán, không biết phân biệt tốt xấu, dễ mắc các bệnh tự kỷ. Còn đốt trên và đốt dưới đều to, đó được coi gọi là ngón tay triết học. Còn chỉ có đốt dưới to thì gọi là ngón tay vật chất. Người có ngón tay vật chất rất coi trọng sự gọn gàng sạch sẽ, đa phần họ đều ưa sạch sẽ. Ngược lại, nếu những người có đốt ngón tay nhỏ, về đường nét ngón tay tương đối trơn tru, thường là những người phán đoán sự vật bằng trực giác, do vậy họ làm việc gì cũng hay bị động. Về làm thế nào để nhận biết được bệnh tật thông qua các ngón tay bị biến dạng, ngón tay cái ngắn và cứng thường gặp nhiều người là hay bị mắc bệnh tim hoặc người hay bị trúng gió. Một là ngón tay cái ngắn cứng thường gặp ở người mắc bệnh tim và người trúng gió. Hai là đầu ngón tay trỏ dẹt và cong, vân tay lại rối loạn, cho thấy chức năng tỉ vị thất thường. Ba là đầu ngón giữa dẹt và cong, cho thấy chức năng của tim và ruột kém. Bốn là đầu ngón áp út dẹt và cong, người này dễ các mắc các bệnh liên quan đến đường tiết niệu hoặc thần kinh suy nhược. Năm là ngón út cong, da tay thô, cho thấy chức năng tiêu hóa không được ổn định. Sáu là ngón cái và ngón trỏ không thể nhanh chóng tiếp xúc nhiều lần với nhau, cho thấy khả năng hoạt động của tiểu não rất cân bằng. Bảy, gò của ngón tay trỏ nổi cao hơn các gốc của ngón tay khác, cho thấy người này có thể mắc các bệnh xuất huyết về não. 8 là ngón tay hình dùi trống, cho thấy người này có thể mắc các bệnh tim bẩm sinh hoặc mắc các bệnh phổi rất nặng. 9 là cổ tay buông thõng yếu ớt hoặc đốt ngón tay có hình móng vuốt, cho thấy cơ tay dễ bị tổn thương. 10 là đốt ngón tay sưng vù, cơ teo, thường gặp ở người này mắc các bệnh mô liên quan đến các bệnh khác về hệ thần kinh. 11 đốt ngón tay sưng to, hai đầu nhỏ giữa to hoặc không duỗi ra được, là có cảm giác đau đớn, thường gặp ở người bị bệnh viêm khớp do phong thấp.
Về 12 là xương ngón tay bị gãy sau khi khỏi, ngón tay không thể gập hoàn toàn, thường gặp ở người bị bệnh gãy đốt ngón tay nhưng không thể chữa khỏi. 13 là nhắm mắt đứng thẳng, hai tay duỗi thẳng tự nhiên, khẽ duỗi ngón tay nhưng cảm thấy hơi run, thường thấy ở người mắc bệnh về tuyến giáp. 14 là tổ chức tế bào dưới ngón tay biến đổi về bệnh lý da nhăn nheo khác thường, là thường gặp ở những người mắc chứng tiêu chảy hoặc nôn ói. Về đầu ngón tay của mỗi người đều có hình dạng khác nhau, mỗi hình dạng lại ẩn chứa những thông tin đặc biệt. Trong ma y thần tướng, về đầu ngón tay được phân thành 4 loại. Một là đầu ngón tay hình vuông, tức là ngón tay dẹt. Đầu ngón tay hình vuông cho thấy người này tính tình bảo thủ, làm việc gì cũng tuần tự từng bước. Hai là đầu ngón tay dẹt, tức là ngón tay gần như bị bẹp nhưng chỗ gần đầu ngón tay lại bị bè ra, giống như tự nhiên bị bóp vào vậy, cho thấy người này tính tình hướng ngoại, có sức sống tràn trề và có khả năng sáng tạo. 3 là đầu ngón tay nhọn, ngón tay nhỏ và dài, đầu ngón tay rất nhọn, cho thấy người này là kẻ nằm mơ giữa ban ngày, là người theo đuổi chủ nghĩa lý tưởng. 4 là đầu ngón tay hình bầu dục, cho thấy người này thường làm việc theo trực giác, tính tình thay đổi thất thường. Về bàn tay của đa số mọi người đều có hai loại đầu ngón tay nói trên và có nhiều đầu ngón tay hình vuông, cho thấy người này sống thiết thực. Có nhiều đầu ngón tay hình chóp, cho thấy người này hay ảo tưởng. Còn có nhiều đầu ngón tay hình bầu dục, cho thấy người này hay nôn nóng. Và có nhiều đầu ngón tay hình bẹt, cho thấy người này rất hiếu động. Về vấn đề quan trọng khi xem đầu ngón tay, đó là phải chú ý xem đầu ngón tay thuộc loại hình nào, sau đó mới tiến hành phân tích. Nếu mỗi ngón tay đều khác nhau thì chứng tỏ tính cách của người này rất phức tạp. Mỗi đầu ngón tay của người bình thường đều chưa chắc đã giống nhau, còn có nghĩa là đôi bàn tay của người có tới mấy loại hình đầu ngón tay. Do vậy khi xem bàn tay và xem tướng phải phân tích lần lượt từng ngón tay một. Chào mừng các bạn đã đến với kênh kiến thức tử vi về tướng số của chúng tôi, để cùng chiêm nghiệm và giải mã tướng số của mình cũng như của người khác. Nếu thấy hay hãy like hoặc chia sẻ cùng bạn bè, hoặc đăng ký kênh để nhận được video mới nhất, nóng nhất của kênh chúng tôi. Chúc các bạn xem video vui vẻ và những giây phút thư giãn nhất.